Còn mình thì niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm rất nhiều. Nhưng mà tại sao dưới này thầy nói xưa nay sáu chữ lặng tanh? Tại vì mình niệm là niệm ở ngoài miệng. Mà mình mê là mê cái tâm. Mê cái tâm mà niệm cái miệng. Chẳng khác nào đau bao tử mà mua dầu xông thập sức cái lỗ mũi. Thì làm sao cái bao tử hết? Đau bao tử thì phải uống thuốc bao tử. Đằng này đau bao tử mà sức cái lỗ mũi thì sao bao tử hết được? Vì vậy là xài trật thuốc bệnh. Mà xài trật thuốc thì không bao giờ hết bệnh. Vậy thì tu cũng vậy. Hồi đó tới giờ mình đã mê cái tâm này, nó mê danh, mê lợi, mê tình, mà mình cứ niệm cái miệng không. Rồi nói sao niệm Phật, niệm mà nhiễm vẫn còn nhiễm như thường. Bây giờ y theo lời của thầy dạy, thầy mới cho mình biết là sáu chữ lặng tanh là ở trong tâm mình á, nó không có, nó không phải là Phật, mà là Phật cái miệng không à. Vì vậy mà Phật cái miệng cho nên cái miệng đi ra trơn là không có dính vô. Cho nên thầy mới dạy là phải, thầy than thầy nói trì tâm á, thì quá tôi. Chẳng ai chịu khó niệm thành thứ coi. Niệm ở sâu ở trong tâm coi. Cho nên thầy mới tỷ dụ nè, trì tâm thì quá tôi. Bây giờ dùng thử. Cũng như tỷ dụ hồi nãy đó, đau bụng mà mua cái thuốc, mua dầu xông thập sức cái lỗ mũi nó không hết. Bây giờ mua cái loại trị bao tử, ma lóc cái gì đó, hay là hoặc những cái loại thuốc tàu trị bao tử đó, uống vô thử có hết không biết. Tại vì trị trật, trị sai. Vậy thì bây giờ dùng thử cho thiệt ra, dùng thử cho hết bệnh đó. Tại sao vậy? Tại vì cái bao tử nó không tiêu, mà uống thuốc tiêu vô thì tự nhiên bao tử tiêu chứ có gì đâu. Thì nói dùng thử cho thiệt ra là dùng thiệt đó. Cũng như ăn thử miếng ớt có cay không? Ăn vô bị cay. Nói thử ăn thiệt gì cũng cay chứ. Còn nếu ăn đường vô, ăn thử miếng đường coi, thấy ăn đường vô ngọt à. Vậy thì thử tu coi, niệm ở trong tâm thử coi. Niệm trong tâm thử thì vọng niệm tiêu đắc đạo chứ không có gì khác. Cho nên cái từ thử này thiệt ra chứ cứ việc dùng thử đi. Khỏi nói dùng thiệt, dùng thử đi thì tức là dùng thiệt đó. Ăn ớt thì ăn thử cũng cay mà ăn thiệt cũng cay. Vậy thì trì tâm thì quá toai. Bây giờ mình trì tâm mà mình dùng thử coi, coi lẽ nào. Niệm vậy thì coi mà niệm bằng cách nào, rạch tim đem để nó vào. Niệm sâu vào ở trong tâm mình á. Tim tức là tâm đó, chứ không có gì khác. Trái tim tức là tâm. Bây giờ thầy biểu rạch tim đem để nó vào là nhét nó trong tâm đó. Niệm sâu vào ở trong á. Bởi vì cái tâm nó mê. Niệm này cái tâm nó giác. Bởi vì câu Nam Mô Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang hồi nãy đó. Cái câu niệm năng sống đời, cái câu niệm năng sáng suốt. Thì bây giờ thầy biểu mình á, niệm ở trong tâm, niệm sâu vào ở trong tâm á, đừng có niệm ngoài miệng nữa. Thì sao? Thì niệm như vậy mà không đắc đạo đó. Nói thiệt, cái gì tôi cũng chịu, bầm thay tôi cũng chịu. Tại sao? Tại vì thầy quả quyết rồi. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Khỏi máu đào tuôn rơi tức là đắc đạo chứ không có gì khác. Thì thưa chú quý vị, bây giờ chúng ta kết luận là như thế này. Nam Mô sáu chữ Di Đà hồi nãy có giải rồi đó, là vô lượng thọ và vô lượng quang. Cái vị này lúc nào cũng có cái lòng từ bi độ hết chúng sanh, cho nên thầy từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Hồi đó tới giờ chúng ta niệm ngoài miệng mà không chịu để niệm ở trong tâm, cho nên thầy mới than, thầy nói xưa nay sáu chữ lặng tanh chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá toi. Trì tâm tức là giữ niệm ở trong tâm ít quá. Có khi mình ngày đó dài 30 niệm chứ chưa được 100 niệm nữa. Thử hỏi làm sao đánh tiêu vọng niệm được. Cho nên thầy than, thầy nói ít oi. Bây giờ dùng thử. Bây giờ xoay lại tâm cứ niệm hoài mà coi lẽ nào. Xoay lại tâm, thầy dạy mình xoay lại tâm, đừng niệm ở ngoài nữa. Cũng như đau bao tử thì phải uống thuốc bao tử mới hết. Đừng có sức dầu ở ngoài không nhậm gì trơn. Rạch tim đem để nó vào là niệm sâu ở trong tâm mình á. Bởi vì cái tâm nó mê. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là làm cho cái tâm nó giác chứ không có gì lạ. Thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi là cái quả chứng của cái công tu. Từ nơi nè, rạch tim đem để nó vào là cái nhân tu. Thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi là cái quả chứng. Cái quả chứng chứ không có gì khác. Thôi thì ở trong cái chỗ chia sẻ của tôi chỉ biết nhiều nói nhiều. Mong rằng đồng đạo mình cũng hoan hỷ. Và tôi phân tích vậy không biết quý vị có nghe được hay không thì tùy, chứ còn tôi thì tôi biết sao nói vậy chứ không thế nào khác được. Mong rằng đồng đạo cũng hoan hỷ ha. Thôi bây giờ xin trả lại cho dẫn chương trình nè. À, mời ai dẫn chương trình chăng lắm hả? Mời em đưa tay lên để rồi nhận mic. Nam Mô A Di Đà Phật.